Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Báo Vietnamnet cập nhật, trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 đã giải trình liên quan đến việc các suất ăn bán trú của học sinh kém chất lượng. Theo diễn biến sự việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí về việc suất ăn bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 có dấu hiệu bất thường về khẩu phần chất lượng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra văn bản hỏa tốc yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện vào cuộc xác minh. Sáng 17 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà đã thành lập tổ kiểm tra xác minh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, thành phần đoàn gồm Thanh tra huyện, Phòng Tài chính kế hoạch huyện, Phòng Giáo dục đào tạo huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thu Phố. Tại buổi làm việc, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, ông Trần Ngọc Hà báo cáo giải trình toàn bộ sự việc liên quan đến nội dung báo chí phản ánh. Cụ thể hơn, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, hiệu trưởng nhà trường đã đọc báo cáo giải trình, trong đó nhấn mạnh việc thông tin phản ánh của báo chí là có căn cứ. Sau khi hiệu trưởng thừa nhận nội dung phản ánh của báo chí, đây là căn cứ để Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định tạm đình chỉ 15 ngày kể từ ngày 17 tháng 12. Tại quyết định số 302 ngày 17 tháng 12 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà Đinh Văn Đăng ký nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 để phục vụ công tác xác minh thông tin bất thường suất ăn bán trú. Trong thời gian này, ông Ngô Xuân Dung, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ phụ trách chỉ đạo hoạt động của trường. Ông Trần Ngọc Hà có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh làm rõ những nội dung liên quan. Quyết định 302 nêu rõ, trước đó báo chí phản ánh việc về khẩu phần ăn tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, mỗi em được ăn một gói mì tôm, một quả trứng, nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung hai gói mì. Trường có tổng số 174 học sinh bán trú hưởng chế độ ăn sáng này. Ngoài ra, thực phẩm dùng để chế biến cho các em học sinh cũng kém chất lượng. Sau sự việc trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh bán trú, nội trú và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Liên quan đến suất ăn của học sinh không đủ số lượng cũng như chất lượng không chỉ xảy ra ở vùng núi cao xa xôi. Tại Hà Nội, việc suất ăn lèo tèo cũng từng bị báo chí nêu lên. Theo hiệu trưởng, nhà trường chỉ tạm thời dừng tổ chức bếp ăn bán trú. Thời gian tới, phụ huynh vẫn mong muốn nhà trường cung cấp suất ăn cho học sinh. Các bên liên quan sẽ ngồi bàn lại và xem xét nhà cung cấp nào đủ năng lực sẽ cùng hợp tác. Vụ việc bắt đầu từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2023. Lúc này, một số phụ huynh trường trung học cơ sở Yên Nghĩa hốt hoảng khi nghe thông tin học sinh phản ánh có dị vật giống sỏi bên trong suất ăn bán trú. Sau đó, ban hiệu trưởng giải thích đó là sâu trong rau. Không yên tâm với chất lượng bữa ăn bán trú của con, một số phụ huynh đã đột xuất kiểm tra vào các ngày 11-12 tháng 10 và bức xúc khi thấy bữa ăn chỉ lèo tèo vài cọng giá, một miếng giò, vài miếng cá rán, một ít khoai tây. Hôm khác, thực đơn thay miếng giò bằng một lát thịt mỏng. Tại cuộc họp ba bên giữa nhà trường, hội phụ huynh và công ty cung cấp suất ăn bán trú của trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa Hà Đông chiều ngày 17 tháng 10, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và chế biến suất ăn Hoa Sữa đã xin lỗi phụ huynh về những sự việc xảy ra vừa qua. Đại diện công ty lên tiếng xin lỗi, cam kết sẽ kiểm soát kỹ hơn quá trình nhận đơn và xử lý đơn hàng để không xảy ra sự cố như vậy nữa. Trước phụ huynh, đại diện công ty Hoa Sữa cũng cam kết sẽ bù lại phần thực phẩm còn thiếu cho học sinh. Về phía nhà trường, hiệu trưởng Hoàng Thị Thu Trinh cũng nhận lỗi thiếu sót trong việc bám sát khâu chia khẩu phần ăn do chưa bố trí cán bộ giám sát trong quy trình này. Bà Trinh cho biết sẽ làm việc với ban đại diện phụ huynh học sinh để xin rút kinh nghiệm, cam kết tiếp tục giám sát chặt chẽ bữa ăn bán trú, không để lặp lại sự việc. Thông tin ghi nhận của báo VTC News, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Mai Sơn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với HTT, trú tại huyện Mai Sơn, là nhân viên bếp ăn của trường Trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, xã Trường Ban, huyện Mai Sơn về hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Quyết định tạm giữ hình sự đối với HTT được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Vị lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết thêm, bà T là vợ của nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, nay đã chuyển trường khác.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang trưng cầu giám định mẫu thức ăn nghi bị bỏ độc để tiếp tục làm rõ vụ việc. Trước đó, chiều 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Trường Ban nhận được báo cáo của trường Trung học phổ thông Chu Văn Thịnh về việc thức ăn của học sinh có mùi thuốc sâu. Sau đó, chính quyền xã phối hợp với lực lượng chức năng xuống kiểm tra, phát hiện mẫu phẩm được lưu có mùi thuốc sâu. Theo cơ quan chức năng, sự việc thức ăn có mùi lạ được phát hiện sớm, các học sinh chưa ăn nên không ai bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn Thịnh thông tin, nhà trường có trên 1.200 học sinh, trong đó hơn 400 học sinh ăn bán trú tại trường. Cũng theo VnExpress, khuya ngày 28 tháng 3, báo cáo nhanh của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội đã ghi nhận vụ việc 50 học sinh ngộ độc sau chuyến tham quan. Trước đó, thống kê ban đầu là 5-6 học sinh bị ngộ độc. Cơ quan chức năng nghi ngờ các cháu bị ngộ độc từ thực phẩm đã ăn trong chuyến tham quan. Điều tra dịch tễ, sáng 28 tháng 3, trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan nông trại giáo dục cánh buồm xanh ở huyện Gia Lâm. Theo đó, đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm tham quan, gồm cơm rang, gà phi lê chiên sủ, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo. Học sinh ăn trưa lúc 11 giờ. Trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà đi và sử dụng nước uống đóng chai 19 lít của trang trại cánh buồm xanh. Về đơn vị cung cấp thức ăn, trường tiểu học Kim Giang ký hợp đồng công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh, trụ sở tại tập thể công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Qua kiểm tra tại nhà trường, về hồ sơ pháp lý và điều kiện thực tế đạt tiêu chuẩn theo quy định. Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cũng đã cử đội phản ứng nhanh gồm 4 người, 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 kỹ thuật viên xét nghiệm, 1 xe cấp cứu, đồng thời huy động 6 cán bộ, nhân viên của trạm y tế phường Kim Giang, 1 bác sĩ, 5 điều dưỡng, thực hiện khám, phân loại, chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Việc xử lý môi trường, khử khuẩn toàn bộ lớp học và ngoại cảnh bằng dung dịch khử khuẩn, chloramin B cũng đồng thời được thực hiện. Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn dã ngoại, mẫu thức ăn học sinh ăn tại trường gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia để tiến hành xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội cũng cử một tổ phối hợp phòng y tế Trung tâm Y tế Gia Lâm lấy mẫu cần thiết tại nông trại giáo dục cánh buồm xanh. Từ sự việc trên, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội đề nghị bếp ăn tập thể trường tiểu học Kim Giang tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của học sinh, phát hiện trường hợp bệnh nhân mới và báo cáo theo quy định. Phòng Y tế quận Thanh Xuân cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng các sản phẩm, thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, công khai các đơn vị sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.